ở 106 trên cũ để quay cho mọi người quay quá trình làm ra một heo đồ cút sẽ như thế nào. Hiện tại mấy anh đang sơ chế con heo như là ruột hết xương và sau đó tẩm ướp gia vị độc quyền và cho vào khung inox để tạo hình và tiếp đó là cho vào lò quay. Để sơ chế một con heo rất tốn nhiều thời gian, heo được lựa chọn rất là kỹ những con heo có nguồn gốc này và chất lượng con heo cũng rất là quan trọng để khi ăn sẽ không bị hôi tanh. Sau đó ruột hết xương và cho vào khung inox để tạo hình. Sau khi tạo hình xong hoàn chỉnh sẽ quét một lớp màu tự nhiên để con heo khi quay sẽ đẹp hơn. Đáng cho heo của lò quay mọi người. Ngay đi là quay phụ con heo đồ cốt, ba con heo sữa, tổng cộng là 7 con heo. Đừng đâu. Bước này mới quan trọng để quyết định một con heo ngon, đẹp, có nụ cốm hay không là bước ní nè. Heo cho vô lò quay phải cắn kỹ nhiệt độ cũng như là thời gian bao lâu thì heo sẽ nổ cốm nữa đó. Chứ không để ý là dễ toán lắm. Giờ mở cửa 8 giờ sẽ bắt đầu bán ba chỉ Quảng Đông và 66 giờ sẽ bắt đầu bán heo quay nổ cốm. Mà bán được vài tiếng là hết sạch rồi vì rất là ngon nên nhiều người ghé mua lắm. Nên các bạn phải cắn thời gian ghé mua nhé. Còn không là đặt trước cho tiệm và có những xích lừa. Quá tuyệt vời. Đây nhá. Đoàn luôn, đoàn tan sắp vào. Đoàn tan luôn. Ơi. Giá cụ thể là móng vai là 250k một ký, đầu là 150k một ký, trứng thì 150k đến 200k một ký, ba chỉ xương 300k một ký. Mua từ 1 ký trở lên sẽ được giảm giá, nếu mua xì hoặc đặt nguyên con sẽ có giá tốt hơn nữa. Đây rồi. Ngon rồi luôn. Còn đâu à? Nào. Còn đâu đây à? Trả lại. Những cái gì ngon chứ? Ăn. Ngon xúc động. Ngon rồi, ngon tuyệt vời luôn. Dạ ngon thử. Ngon. Còn tuyệt vời. Thực sự rất là ngon và heo quay nổ cốm ní chỉ có duy nhất ở 106 Trần Phú Lý Bảng thôi. Nên các bạn muốn thưởng thức nhớ ghé mua ăn nhé.